một buổi chiều, một buổi trưa giá lạnh tại nhà thờ Saint Anselm. À, nơi đây hàng năm chúng tôi có đến để mà ghi lại những cái phóng sự mà sinh viên công giáo các em đã đưa hết tấm lòng, đưa hết những cái gì mà các em có được, và dưới sự linh hướng của cha Bill Cao và cha Kiệt, cũng như là bên cạnh quý vị là sơ. Con chào cha và chào sơ. Năm nay là năm thứ bao nhiêu mà mình có những cái buổi như thế này rồi, thưa cha? Vâng, trước hết xin chào anh Minh và quý khán giả của đài Sài Gòn TV. Hôm nay cùng với chúng con ở đây là sơ. Dạ con sơ Yến Vân. Đấy, xin đó, sơ Vân. Chúng con là cha Bill Cao, chánh xứ tại nhà thờ Saint Anthony Claret. Nhưng ngày hôm nay cùng với cha Tạ Anh Kiệt là cũng là cha tuyên úy của Hội Sinh viên Công giáo. Hội đã được thành lập 21 năm rồi, từ 1998. Nhưng mà sinh hoạt trong những ngày hôm nay, Thanksgiving with the less fortunate, cũng khoảng chừng 16 năm hơn rồi. Ở nhà thờ Saint Anselm, nhà thờ Tin Lành, họ mở cánh cửa hàng năm để các bạn trẻ trong Hội Sinh viên Công giáo, với cái sự hiệp tác, cộng tác của các bạn trẻ trong cộng đồng như thiếu nhi, văn phòng giới trẻ và mấy em trong high school, đến đây để cho những người vô gia cư có một bữa ăn rất là ý nghĩa. Thay vì mấy em đi Black Friday shopping, mấy em đến đây để chia sẻ cái niềm vui mình mới lãnh nhận được ngày hôm qua là ngày Thanksgiving. Thưa anh, dạ. Yeah. Sơ, cái tâm tình sơ chia sẻ cho ngày hôm nay, sơ thấy các em cũng hy sinh cũng như sơ đến đây và thấy những người kém may mắn, cái cảm nghĩ của sơ như thế nào? Dạ con rất là hân hạnh được đến đây ngày hôm nay để mà cùng với các em để mà phục vụ những người vô gia cư. Dạ thì con rất là thán phục cái tinh thần phục vụ của các em. Dạ các em còn nhỏ nhưng mà các em có cái tinh thần để giúp cho những người mà nhìn kém may mắn hơn mình. Và đó con nghĩ đó cũng là một cái hoạt động rất là tích cực và rất là tốt cho các em, khi mà các em biết chia sẻ hơn là giống như là cái nghĩ cho riêng mình thôi. Dạ thì mỗi năm chúng con đến đây để serve người nghèo, and then chúng con có tí xíu chương trình ảo thuật để giúp vui thôi ạ. Thì đem niềm vui đến cho mọi người cũng rất là vui. Mỗi lần mà họ nói oh I remember your magic last year, chúng con cũng rất là vui. Dạ thay mặt cho cha Tạ Anh Kiệt và quý em trong Hội Sinh viên Công giáo cùng quý sơ Văn ở đây là sơ trong dòng Mến Thánh Giá LA đang phục vụ ở quận Cam này, chúng con xin chúc gia đình của quý vị và gia quyến một ngày cuối tuần Thanksgiving rất là vui vẻ, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và mẹ Maria. Xin quý vị tiếp tục đồng hành với chúng con, và một lần nữa xin cảm ơn những người mạnh thường quân đã giúp chúng con, đã có phương tiện để tổ chức cái ngày hôm nay. Các em có công, có sức, rất là các bạn trẻ tinh thần rất là hăng say, nhưng đương nhiên cần cái sự nâng đỡ, cái bàn tay rất là rộng rãi để giúp chúng con tiếp tục cái truyền thống này và đem niềm vui đến cho những anh chị em vô gia cư trong ngày hôm nay. Con cũng, cha cũng nói hết những cái ý nghĩa của ngày hôm nay, thì con cũng hợp cùng với lại các cha với lại các em trong sinh viên công giáo và các em thiếu nhi thánh thể, cũng như tất cả các em và các phụ huynh đến đây giúp ngày hôm nay, cũng gửi lời giống như là chúc mỗi gia đình có được một mùa tạ ơn ấm áp và cũng tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, và cho mọi người luôn có một cái tâm tình biết ơn để mà mình phục vụ lại những người kém may mắn hơn trong cuộc sống của mọi người. Dạ. Để quý vị có thể đang theo dõi chương trình VCSA tại nhà thờ Anselm, thì tất cả các bạn học sinh sinh viên và ban điều hành đã chuẩn bị cho chương trình này cách đây tới 2 tháng. Cảm
vâng, trước hết thì con là Linh Mục Tạ Hạnh Kiệt cũng như là cha Cao Tuyền Biêu ngày hôm nay lại được trở về với khán thính giả để trong cái chương trình Đại lễ Tạ ơn dành cho những người kém may mắn của Hội Sinh viên Công giáo VCC. Kính thưa quý vị, Hội Sinh viên Công giáo được thành lập từ năm 1998 và đã bắt đầu cái chương trình này từ năm 1999. 20 năm qua là không ngừng nghỉ trong 20 chương trình của Thanksgiving, và cứ mỗi lần mà thứ sáu sau những cái ngày lễ tạ ơn thì chúng con lại quay về đây để mà cùng tụ họp với lại tất cả các em để mà chia sẻ với những người kém may mắn trong cái ngày này, để chứng minh cho họ rằng là chúng con biết được cái ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn, là chúng con có được những gì chúng con có và tạ ơn trời đất cũng như chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh. Đó là cái nghĩa cử cao đẹp nhất của chúng con có thể làm dành cho những người kém may mắn. We start the raffle ticket. Anyone of you still don't have the raffle ticket? Thưa cha, những công việc vậy thì cha vừa chia sẻ về vấn đề tinh thần, về vấn đề các em đóng góp, nhưng mà cái thực tế là bao nhiêu năm như vậy thì cái tài chính, cái ngân quỹ ở đâu mà ra mà cứ làm hoài như thế này cha? Dạ vâng, trước hết thì chúng con xin tạ ơn Chúa về tất cả những cái người bậc các bậc phụ huynh luôn luôn đồng hành với lại Hội Sinh viên Công giáo, đã giúp cho các em có cái cơ hội, nhất là các em trong ban chấp hành có cái cơ hội để mà tụ họp lại với nhau để mà tổ chức cái chương trình này. Điều thứ hai nữa đó là các mạnh thường quân của thường xuyên của hội vẫn tiếp tục nâng đỡ cho hội bằng cách này bằng cách khác. Các em mà đã ra trường và ngày nay đã thành công trong cái mặt xã hội của các em thì các em cũng quay trở lại và giúp đỡ, và đặc biệt nhất là thông qua những cái phương tiện truyền thông đại chúng như thế này, các quý vị mạnh thường quân vẫn tiếp tục tới để mà chia sẻ với hội. Và chính vì vậy mà trong vòng 20 năm qua, từ những cái con thức kỳ chỉ có 3 hoặc 5 con, mà bây giờ ngày hôm nay là chúng con đã có được 20 con thức kỳ để mà chúng con có thể chia sẻ với những người kém may mắn trong cái chương trình ngày hôm nay. Thì chúa cha và chúa con và chúa thánh thần, amen. Lạy Chúa, chúng con trong tâm tình những người con nhỏ bé ở đây, trong tâm tình để cảm tạ hồng ơn Thiên Chúa, ngày lễ tạ ơn luôn luôn giúp con nhớ rằng mọi sự chúng con có là do bàn tay của Ngài. Xin Chúa trong ngày hôm nay với các bạn, những người vô gia cư, những anh chị em, những bạn trẻ ở đây, luôn luôn cảm ơn Chúa để chúng con có cơ hội và tinh thần để phục vụ. Happy, you say Thanksgiving. Happy! Thanksgiving! Happy! Thanksgiving! Happy! Thanksgiving! Make an applause to everybody. Thank you. Thank you, dạ vâng, trước hết thì xin nhắc lại ba cái tiêu chí của Hội Sinh viên Công giáo. Thứ nhất là giúp đỡ cho các em tụ họp lại để mà nâng đỡ nhau trong học tập. Cái thứ hai nữa là nâng đỡ nhau về cái đời sống đức tin. Và cái thứ ba nữa là nâng đỡ nhau trong cái đời sống bác ái. Và chính vì vậy mà chương trình Hương Cao Học Trò hàng năm vào mùa hè được đưa ra với lại ba mục đích chính. Thứ nhất là tạo một cái môi trường cho tất cả các em sinh viên tụ họp lại với nhau, sinh hoạt với nhau và cùng chia sẻ với nhau những cái chương trình với một cái mục đích tốt đẹp. Cái thứ hai nữa là giúp cho các em làm ra những cái chương trình quỹ học bổng để mà giúp cho các em sinh viên nghèo ở tại Việt Nam. Và cái điều thứ ba nữa đó là tìm được những cái kinh phí để cho các em có thể trang trải suốt một năm trời cho những cái sinh hoạt của các em. Vâng, cùng với cha Tạ Hạnh Kiệt, chúng con là cha Bill Cowan, là chánh xứ cộng đoàn CMT Claret. Ngày nay chúng con cũng rất là khá bận rộn, nhưng vì vậy cha Kiệt theo dõi sát cánh với các em trong ban chấp hành. Hàng tuần mấy em đi họp ngày thứ bảy, từ khi 3-4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho cái ngày như chẳng hạn ngày hôm nay, ngày lễ tạ ơn cho những người vô gia cư. Kèm theo đó chúng con biết rằng hai cha với những người, tức là phụ huynh đó, cần cái sự hướng dẫn của các em. Các bạn có tinh thần, có sức, là có cái sự trẻ trung như vậy, nhưng cần cái sự hướng dẫn, nâng đỡ, tình thương của trong gia đình. Và khi các em có cái điều đó, các em sẽ trưởng thành hơn và phục vụ những người tha nhân của chúng ta, nhất là trong cuộn cam ngày hôm nay.
không phân biệt người Việt, người Mỹ, người Mẽ, đa sắc dân, chúng em có thể đến được. Vì Chúa nói là vâng, nếu chúng con có cái tinh thần phục vụ thì bất cứ ai các con gặp đó là các con sẽ làm cái điều đó, như Matthew 25, khi mà các em thấy mọi người không có ăn thức uống, không có quần áo, mà đại khái là các em đem cái niềm vui đó chia sẻ những gì mà các em đã nhận được qua ơn Thượng Đế để trao lại những món quà đó. Những gì chúng ta có là vì Chúa trao ban mà thôi. Vì vậy trong ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy cái điều đó, các em đến đây để phục vụ chứ không được phục vụ như Chúa đã nói trong phúc âm dạ. Xin kính chúc quý vị và mọi người gia quyến trong ngày cuối tuần lễ tạ ơn này luôn 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 tràn đầy hồi ơn Thiên Chúa về Mẹ Maria, các thánh phụ trợ, và tiếp tục đồng hành với cha anh kia và chúng con, các em trong ban chấp hành ở đây, trong hội sinh viên Công giáo, để tiếp tục làm những việc tốt lành trong cộng đồng của chúng ta. Xin cảm ơn, xin Chúa chúc lành cho quý vị. Một không khí rất sôi nổi đến từ các quý vị không cùng một sắc tộc đang rất là vui trên sân khấu để cùng thực hiện điều nhảy Chicken Dance. Chúng con cũng không có chắc cũng không có nghĩ làm ảo thuật, nhưng mà tại vì ba của con là một ảo thuật gia, cho nên trong gia đình thì từ nhỏ tới lớn thì con coi ba con diễn ảo thuật, nhưng mà lúc đi tu rồi thì mới diễn phục vụ cho vui thôi, nhưng mà chúng con làm mấy cái trò đơn giản thôi. Vậy thì nếu mà có những trung tâm nào hoặc là những tổ chức nào họ tổ chức những cái buổi mà entertainment mà mời hai sơ đến phục vụ để trả tiền các sơ có nhận không? Dạ thực sự chúng con làm để phục vụ thôi chứ chúng con không có đi kiếm tiền. Okay. Trưởng hội sinh viên Công giáo, giờ này đúng ra là phải dẫn bạn gái đi chơi mà tại sao lại đứng ở đây để mà cùng với các bạn để mà chia sẻ các tâm tình đó, vậy Quang có thể chia sẻ không ạ? Dạ con cảm ơn câu hỏi của chú rất là ý nghĩa. Dạ kinh xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả cũng như là xin phép hai cha. Dạ con hiện tại là trưởng của ban chấp hành hội sinh viên Công giáo, nhưng mà đối với con thì trong cái ngày lễ Thanksgiving đặc biệt á, là nhất là cái vấn đề là mình có thể cảm ơn Chúa về những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho mình, nhưng ý nghĩa hơn là khi mình có thể dành những cái hồng ân đó và mình chia sẻ được với lại những cái người xung quanh mình, những người kém may mắn hơn mình.
Và đặc biệt là con cũng rất là cảm ơn cái cơ hội được đứng ở đây cùng sát cánh với lại các bạn trong ban chấp hành và hai cha để cùng sống cái lời Chúa, mà những lời mà hai cha luôn dạy chúng con là luôn san sẻ những cái hồng ân Thiên Chúa ban cho mình. Tại đó là một cái may mắn hơn bất cứ ai hết, và ngoài kia còn có rất là nhiều người kém may mắn hơn chúng ta. Cho nên là chúng ta không làm được gì hơn thì chúng ta có thể tới đây trong ngày hôm nay để mà cùng làm một góc tay với nhau, mỗi người làm một cái việc nhỏ để mà san sẻ cái tình yêu đó với lại những người kém may mắn hơn mình. Ngoài ra một điều nữa mà xin hỏi Quang là như cha chia sẻ lời kêu gọi của cha thì dễ rồi, nhưng em muốn nói gì với các bạn đồng lứa, đồng tuổi, đồng học trong những cái khoảng khắc mà chưa có đến đây để mà cùng đồng hành với các em? Nhân cơ hội này Quang muốn nói gì qua những cái thông tin đại chúng như thế này, social media, các đài truyền hình? Con xin cảm ơn chú. Cũng trong cái tâm tình của lễ tạ ơn thì chúng ta những ngày hôm nay chúng ta được rất là no đủ, nhưng mà cái đó là đa phần là về cái mặt thể chất của chúng ta. Nhưng mà đối với lại đặc biệt là giới trẻ hiện nay thì cái vấn đề về tinh thần vẫn còn đang rất là đói. Và những cái cơ hội như ngày hôm nay được sinh hoạt cùng với hội sinh viên Công giáo hoặc là bất cứ một cái giới trẻ nào khác thì cũng là một cái cơ hội cho chính chúng ta lấp đầy những cái khoảng trống trong cái tinh thần của mình để chúng mình có thể sống một cái đời sống tốt hơn và ý nghĩa hơn theo những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong cái đời sống Kitô hữu. Kính thưa quý vị, 8 mối phức tạp đã thể hiện với các em qua sự linh hướng của hai cha. Một lần nữa, chúng tôi từ nhà thờ San Nhân Sầm trong ngày After Thanksgiving mà hai cha linh hướng và VCSA đang có một cái buổi phải nói là rất là đặc biệt, đầy tình nghĩa, đầy tình người. Và trong châm ngôn đó, chúng tôi xin mượn 8 mối phức tạp của bài giảng của Chúa để mà chia sẻ và trình bày đến quý vị. Chúng tôi xin chào và hẹn quý vị vào những phóng sự kế tiếp.